Xin chào các bạn nha các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Tú Lê Vlog nha các bạn. Bây giờ mấy mợ cháu mình đi kéo cá này các bạn ơi. À, giờ đi xuống hầm này để cái lưới nha, kiếm mớ cá lên đang ăn. Ủa không có xách cái xô ra hả, sao đựng cá? Dục lên bờ đi. Không phải, dục sao về dục được, cá nhỏ không sao dục. Dục lên xấu lại chứ. Cá nhỏ xíu à, sao dục? Có ông Tông mà dục gì? Lấy cái xô quá đâu. Ê, con đừng có cãi. Rồi, bắt đầu kéo thôi. Gái hy sinh về sự nghiệp đi thần ơi. Rồi. Ủa vậy mắc cái phình bông súng này vậy phải ốp vô ở đây rồi. Ừ? Cái phình bông súng nè. Vậy mình phải ốp vô ở chỗ này rồi. Ủa bông súng ra được không? Sao sợ nó hỏng rồi sao? Hả? Ai biết đâu tụi con làm sao làm. Vậy mình kéo qua kéo lại hai lưới vậy ha. Ừ. Vậy. Con miễn con lấy cái xô đựng được con cá vô là được rồi. Vậy mình phải đi qua cái phần bông súng đó luôn hả? Ủa, nó bị vướng hả? Ủa, nó cắn xuống đất luôn hả ta? Chứ bông súng không lẽ nó ở trên. Ủa, con tưởng đâu nó như lục bình. Chàng đét cho bông súng mà nó. Bông súng giống như lục bình. Tay lên là đâu có vô cá đâu. Ừ, vỗ tay lên không được. Bây giờ có túm chân này qua. Lôi ngang qua cái em đi ngược lại. Bây giờ mình sẵn mình đi luôn đi, cạn luôn. Bây giờ cạn luôn. Cạn luôn đi. Cạn mạnh đi. Mà nó vướng không á? Vướng. Vướng là dĩ nhiên phải vướng rồi. Bây giờ con cạn cho nó qua luôn. Không nổi. Còn không. Đi nổi đâu thằng ơi. Hỏi chân ra cá rồi. Không, nó không ra. Nhưng mà có một cái là nó không được ngon thôi, nhưng mà bây giờ con phải đi sát sát gốc nè thằng ơi. Hai thằng sát vô. Rồi cho nó hạ chứa. Cho nó hạ chứa. Ừ. Rồi cái uốn đi tới bên kia luôn, đặng bọc qua đây. Thuận đi xích lên đây rồi ốp vô được rồi. Ồ, giống có con ốc bự kìa. Ê, Thuận có con ốc bự nè, Thuận có con ốc bự nè. Ờ. Con ốc bự chà bá luôn. Giống như con ốc bự. Con ốc quá bự nè. Bỏ vô. Chút nữa mình đi lại một cái nữa. Rồi đổ. Rồi lợi dịnh cái tính. Nè. Ăn kiểu này không tiểu đường thành có tiểu đường luôn. Máy tài này không biết kéo lưới á trời. Nó giường trọng nó quậy cá chạy ra làm sao ta? Tụng đai xuống anh Thuận. Tụng đai lên á. Thả ra đi. Con trời ơi nó quờ mới tay ra nè. Rồi tụng đai từ từ lên được rồi. Thôi đai cho. Anh dựng hẳn cây lên đi. Đâu lựa chỉnh cái cây đó đâu. mấy tên này không biết kéo lưới. Cười. Rồi dở lên hai đầu dở lên luôn, hai cây nè, hai thằng cầm cây nè dở lên luôn. Rồi lên lưới thôi. Ừ, không ấy em chui gà cái đi. Leo lên luôn chui chi. Rồi lên luôn. Dỡ lên lưới luôn. Có con bự hay gì rồi? Con bự dây luôn
Cái con bự. Có không? Thằng nào cũng có con bự. Nè, kìa. Con bự kìa. Ồ, có con bự. Ai dưa. Ồ, cái con sao? Cái con lấy luôn khô quẹt ăn. Ê. Cái con mình lấy mình khô. Cái con khô quẹt ăn. Con này tới xuống đó rồi. Cái con cá hào này, cái hào này sao đủ. Cái gì vậy? Con một tí. Trời, nó nẹt tay con chảy máu hay gì? Nó chảy máu hay gì? Để nó ngu nó nẹt nó chảy máu. Quả chạy cả luôn. Ui. Con còn mình kéo lại cái nữa. Cá bảy chầu nè. Này phải bảy chầu không? Ôi cá này thấy mê không? Cá bự ở bên kia nó mới nhiều. Nhưng mà cái tay này đi hết hầm bên kia không sao? Đi khúc thôi, đừng đi nhiều. Không, ý là nó chiều ngang cái hầm á. Cá đó thả xuống đó con. Cá đó, cá rô phi nhỏ. Cá rô phi nhỏ. Đừng có la con cá hết hồn. Trời ơi, cá nè, thấy mê ha. Cá còn tông nữa kìa. Ôi, cá này là cá sặc. Cá bảy chầu không? Cá sặc nè anh đó. Ôi, một lưới màu mà mình kho quẹt ăn đã luôn á. Ủa, đây cũng có nữa nè. Quá trời luôn. Con. Mê không? Thầy mặt. Con luôn. Mấy con cá này kho quẹt ăn ngon dữ lắm luôn á. Nào mình chiên bột đi. Thôi kho quẹt ăn cơm. Con nhái nữa nè. Con cá màu màu nè, rồi con cá gì? Bảy chầu. Quá trời luôn. Quá trời văng để bắt luôn. Không biết kéo lưới mà kéo cũng được nhiều đây cũng đỡ đi. Ốc này có ăn không? Ồ, dính con cua nữa kìa. Bỏ vô, bỏ cua quẹt luôn. Cái con cá đó bỏ đi con. Cá rô phi á, cá rô phi con á bỏ đi. Nào. Nè cá rô phi con nè. Mấy con đó là bỏ cho nó lớn. Ôi ơi, một xô luôn mê ha. Ủa mày bắt cá hay là cái gì vậy? Mày cá đây nè, trời ơi nó bắt cá mà nó hi hi hi, nó sợ con cá. Cái bắt cá này cầm cái tay nè. Trời thật ơi. Đầu quá rồi. Nuôi đi, phải chồng gì nuôi được á. Nuôi đem bán. Mày bắt con cá mạnh mạnh tay lên coi đông. Trời ơi. Nó không dám bắt cá mà lại cứ bắt hai ngón tay không. Con sợ nó chém. Con phi luôn không? Cái con cá nhỏ xíu mà sợ con cá chém. Cá lồng công cá đồ không mà sợ chém. Có được con nhái bầu nữa này các bạn ơi. Có được con tôm hùm nữa nè. Đó, con tôm cua nữa. Hoàng đế. Cua tôm hùm Alaska rồi cua hoàng đế rồi có nhái bầu nữa. Ôi quá trời cá bảy chậu luôn. Ủa một nhúm ở chỗ đó bảy chậu không? Đã thiệt ha. Này nước mỏi vô quá trời vô thiệt chứ. Này để quay phim không chứ không ai dám bắt cá hết à. Lấy gồng lấy ghi về cho sạch thôi à. Bằng trong đây. Rồi một lưới là được nhiêu đây nè các bạn ơi. Có con cá rô phi bự chà bá ở dưới luôn. Không dám đụng nó cái nó quậy nữa, tụi lừa nữa. Gần nữa sao? Ừ. Mình làm ba lưới là mình ăn ướp. Mà quan trọng là ăn cá con kho quẹt là đúng bài đó nha. Kéo cá bự còn có mặt mai nhậu chứ kéo cá con lấy bầu vô quẹt chống kho quẹt ăn luôn á. Rồi đi làm nữa ơi. Bầu hồ lô. Bầu hồ cái gì bỏ cá vô hồ lô hấp bầu à. Bỏ cá vô cái hồ lô. Rồi bây giờ đảo lại đi bắt thêm lưới nữa các bạn ơi. Mới có một lưới à. Mới có một lưới mà được nửa xô cá rồi. Hả? Được nửa xô rồi. Ủa cái con ăn được hả? Kêu cho bự lên đi lấy cái bầu bột giống. Cái bự quá là chắc luôn. Rồi cái đó đẹp đâu bên này con thấy mấy cái hồ lô bên này không? Mấy cái bên này mới đẹp nè. Ừ. Thấy rồi, tụng bằng con mất gì. Cố lên, để lên. Cố lên, bắt được cá bự nữa coi. Rồi, thuận đi qua đây, ngủ lên, nó phải đây nữa.
rồi chị đó, chị đó. Xong rồi. Xong rồi. Cá trong ống, cá trong ống rồi, kéo mẹ đây, kéo mẹ đây. Cố lên bắt được cá nhiều nữa coi. Đừng nổi xô lại, giờ bắt cái này xô luôn. Rồi vậy đó, cái hai thằng cầm hai cái mấy lưới ở dưới cái gì lên. Nắm hai mấy lưới kéo sát vô bờ con. Rồi lên luôn. Đến đâu? Cố lên, cố lên. Nồng, nồng kìa. Bả nhiều quá. Cá này ngắn. Cái chừng ngập bầu đó người, người ngập bầu. Cái chừng ở trong đó. Cái chừng nó bỏ đi. Này có rồi. Có chị. Cá nó có gì đâu nấy mà bắt chi. Ủa, con cá chạy. Con cá nó mổ, con gà. Ủa, có ngốc nè. Gì? Cái bự đâu? Cái bự chạy rồi. Cái bự chạy rồi, môi cái bự thôi. Có đâu, chạy rồi. Chân quá đắt luôn. Ngủ ngắt rồi. Rồi cái trên rồi. Bây giờ. Ủa cái nuôi gì mấy năm lớn rồi nó chứ ngoài ta. Có dạng nào nữa. Sao luôn mấy cái nữa. Cái chơi. Hôm nay cái này có đẻ hả? Đẻ. Chứ nó luôn. Cái rồi con cá trong ống nó luôn nó sình luôn quá. Cua luôn. Cái bự đâu? Cái bự đâu thử. Cái bự đâu? Mất rồi. Nó có cái bự đâu. Nó vậy. Bằng cái phi nó. Mình thấy động. Nó mình dám mình đuôi nữa cho con. Nó có cua không ạ? Có cua đó. Chúng ta bự qua bên kia kìa. Bên kia kìa. Con cua nó kìa đâu. Cua. Ôi cua quá trời luôn á. Con bên này nắm được chưa? Con cua nắm. Con cua này nắm được cua. Có cái chốt. Ồ cái chốt cua. Sao con rồi cái chốt nó kiểu vậy. Thấy cái đầu thì nắm đầu. Con thầm nè. Đưa mà nó ca. Cái này bùng quá cái nhũ cái bùng nó thấy. Ừ. Cái này bự nè. Cái này bự hơn con này chứ. Đấy, nãy mình chặn ngay chỗ đó được không? Nó đứng được cái con cá bự. Đi rồi, thay dưới đi nha. Chụp xuống cho lớn. Rồi, nó nhau nó kìa. Mình đá. Rồi, chụp như đây, lưới sau này thất bại rồi. Ơi, dữ xịu à. Nhưng mà hai lưới mình cũng được nữa rồi nè. Quá là chùi dữ nhắc như đây của mình. Các bạn ơi, mình bắt được mớ cá nè các bạn. Đó, mình với lại cháu mình đi kéo lưới các bạn. Đó, bắt được mớ cá nè. Bây giờ á mình sẽ đem vô mình kho ăn cơm nha các bạn. Giờ mình mặn xong rồi chút nữa cái mình kho. Các bạn ơi, các bạn nhìn xem nè. Đó, cá con nè. Quá trời luôn, một mẻ chà bá luôn. Còn ủa, cái này là nồi. Đâu cua Bắc Kinh đâu. Cua Bắc Kinh. Không kêu bạn cá vô mấy ông à, sao tui mấy ông ơi. Được áo bé gì mặc đây. Áo bé gì mặc đây. Ôi, cái nồi canh nè. Đãi đạn luôn. Cá không. Ừ. Chút nữa nó sôi nhiều để cái vớt bọt lên. Để vô lấy cái. Thận ơi, chút con cảm giác ra luôn nha Thận. Vớt bọt cá rồi. Yeah. Vậy anh đi vô, anh bận cá vô rồi lấy cái giá luôn. Ăn cá kho quẹt ngang sao nún. Số 1. Trời ơi, ăn cá khô quẹt mà uống ngôi sao. Uống sao già, ở sao đỏ mới chịu à. Ruột, vỏ Sài Gòn, ruột thì đen. Ừ, cái vỏ thì đó đó, mà cái ruột thì cái lon này. Tại gì à? Dạ, mày tắm mình mày rồi ai coi đâu mà. Rồi, quất con cua thử coi ra làm sao. Ngon. Cua Bắc Kinh. Trời ơi, một mâm gì mà có mình nướng ăn luôn. Trời ơi, nhìn coi nè. Phú ơi, con coi một mâm gì mà có mình nướng ăn nè Phú. Tội nghiệp nó không? Ừ. Có mình nó luôn, quay clip luôn. Sao quay clip có mình nó luôn nè. Đó. Mình nó mà ăn nhiêu đây nè. Nãy giờ anh ngồi anh ăn ngon lành hết chén cơm. Kinh qua đây con.
Rồi vô. Ngon dưới trời. Ăn cơm đi con. Ăn. Nè, bế cho nó ăn cơm đi cho. Con độn cơm vô nhiều nhiều cho nó chút nữa nó ít uống bia. Ăn cơm đi, khô quẹt ngon lắm á, con ăn đi con. Phú ăn đi con, khô quẹt nó, cởi ống ngồi lên đây. Cho nó ngồi lấy hơi mày đi. À đũa nè. Con ăn cơm với khô quẹt nhiều nhiều vô đi Phú. Cá này đông ngon dữ rồi. Ờ, thằng nuốn nó kéo nãy giờ tới tối luôn, mới giờ này mới được ăn á. Ờ, thì tới giờ này nó mới được ăn đó. Rủ gì nó làm sẵn cho con ăn luôn, rủ gì. Quên luôn, nãy giờ quên con dâu luôn. Mẹ lo mẹ quay vô bên này mẹ đang quay mà quên con luôn. Vô đi em. Ăn cua Bắc Kinh hay gì vậy? Cá hả? Nó mới lên TV bữa đầu mà tiên nó ngại nó quơ không. Đi mai con đi hả? Đồng đi. Ừ. Mai tới Băng Già đi. Về. Ủa quá. Đó, mốt ba mày đi, mốt mẹ mày đi. Mai ba mày đi, mốt mẹ mày đi. Có đi nữa không? Không, ngày mai chứ không đi, ngày mốt sao mới đi. À, sao mai không đi? Thôi. Thôi đi tới trưa. Ừ, ai cũng ghé à. Nhưng mà thôi đi xe đó mất công quá. Mệt đi, có một người một để hai chồng ta đi đặng thăm con ta luôn. Giả lại đi có một mình xách đồ cũng không nổi. Không phải đài chồng mình chở mình đi mình cũng vui. Chồng mình nó cũng nhớ con mình nữa cho nên á. Biết rồi. Đi có chồng có vợ rồi qua bển con nó mừng. Đi mà đi có mình ta nói gia đình neo đơn sao. Nói tính tiền khi mua dùng cá chạy đi tới. Alo. Cá thiệt ngon luôn. Giỡn chảo cá kho nè. Chấm đây không? Khu eo. Cá bãi tàu không á? Bãi tàu chứ. Đâu. Trôi quá anh ơi, vậy bữa nào kiếm sao đây? Sao vô chạy. Chạy ăn cơm đi chứ. Ăn cho no đi con, rồi hả uống. Ăn cho no đi để mày nhậu vô xỉn đói à. Ngóng à ngóng lại hỏi kiếm gì à. Kiếm bia kiếm gì. Mai cha của nãy đi. Mẹ cha của nãy. Con cơm chưa nghi. Rồi mai giả đi rồi. Rồi hả? Rồi rồi, bả mẹ chưa mà. Ăn luôn giờ mẹ đang quay chút mẹ mới ăn. Chạy nhau đi cũng được ha. Để rồi. Nó chung nhà cái đây. Đi sớm không? Mẹ có là mẹ. Để rồi. Nó chung nhà cái đây. Đi sớm không? Mẹ có là mẹ. Ơi. Mẹ dữ lắm. Vậy lấy ly này nè. Lấy ly này đi. Ly này nè. Đây. 3 giờ tới cũng được. Thôi cái ly này nhỏ xíu. Cái ly đó đưa cho mẹ Sáu. Cái ly nè em bên đây. Rồi. Cái ly nó nhỏ xíu. Thấy giống lạc như này quá hả mẹ? Hả? Nghe giống lắm nè. Cái này thì bảnh nó đi đúng giờ qua tới bảnh nè. Để mình đi cho. Đây. Rồi không có uống bia kìa. Để ăn cơm cho nó đặng. Uống bia ra đây chạy ăn thận nó đợi nãy giờ nó kiếm quần bằng nãy giờ. Rồi ăn chủ nhật nhậu mấy giờ. Hả? Nó biết anh nói sáng 9 giờ thì anh xuống. Nói chuyện của đàn ông mày để đàn ông sắp xếp đi. Sao giờ không qua đây ăn mồi đi nè, mồi nhóc trơn nè. Ăn đang ngon. Quá trời luôn. Trời, ai nãy giờ cũng quất cái chảo cá quá trời luôn. Nghi ơi, đợi mẹ xíu ha Nghi, chút mẹ quay xong cái mẹ nói chuyện với con nhiều ha Nghi. Mẹ sắp sửa kết thúc. Cái mẹ hư.
Rồi gốc bia gai cái vô nè. Cả nhà ơi. Cái chảo kho quẹt ngon dữ lắm rồi sao ai cũng ăn cơm với kho quẹt dữ hả? Vô mời cả nhà cùng vô nghe. Trời ơi. Lên bia ai cũng tươi hết à. Các bạn ơi, tới mình ăn nha các bạn, mình mời các bạn cùng ăn nha, cá kho quẹt nha các bạn. Rồi cua nữa nè. Trời ơi. Kéo dính cái đề những cá. Ngon quá. Cắn con cua các bạn ơi. Ừ, rút nguyên con đi. Rút nguyên con. Đụng mất cái đó, ồ đúng con chút xíu đi con. Nuốt chưa? Mở miệng ra. Mấy con hồi quẹt ngon quá. Rồi để tôi bỏ qua một chút. Giờ ăn lòng ngon lắm lòng rồi. Giờ đang ghiền cái món kho quẹt. Mấy đứa ăn kho quẹt không? Này bỏ đặng để đầu. Ra ngồi chơi câu cá. Rồi đưa nó em về cho rồi. Lên cả được mấy trăm với có thể nhiều.